Xin chào cả nhà, hôm nay mình làm video này để giới thiệu về cho cả nhà về một loại sản phẩm mà mình đang phân phối. Mình biết chắc rằng bà mẹ mà có con nhỏ đều gặp tình trạng là có bị tiêu chảy, bị chăm sữa, đặc biệt là bị mối chích. Thì mỗi lần bị như vậy, các mẹ lại chạy ra tiệm thuốc để mua những loại thuốc khác nhau và sử dụng không hết, rất là lãng phí. Với một hộp kem đang là một phân sẽ tiếp tục tất cả các tình trạng da liễu, đặc biệt mỗi kit chăm sữa của trẻ em rất là hiệu quả. Bố mẹ có con nhỏ nên chữ một hộp kem da liễu trong nhà để phòng những ngoài việc là hiệu quả hay không, cả các mẹ còn quan tâm đến sự an toàn nữa đúng không ạ? Với một hộp kem da liễu bảo anh thì không chứa coco tế rất là lành tính, được sản xuất và được Bộ Y tế cấp phép, rất an toàn hiệu quả. Em có thể ăn vị ăn giống như nước đắng. Cả khi cả nhà bị lợ mụn có thể bôi vào, chỗ bị lợ ít khi dùng một đêm có thể khỏi, nếu mà bị nặng thì một ngày bôi ba lần, chủ yếu là bôi vào đêm để sáng. Thì sản phẩm ba tháng sử dụng khá hiệu quả. Em mới giới thiệu cho cả nhà, trước đây em bị cảm và cả bộ dưỡng, sau khi sử dụng 3-5 lần thì tình trạng da cay của em khỏi dần dần. Đây là minh chứng của em sau khi sử dụng với một hộp da năng bài văn. Thì một hộp các mẹ có thể phòng trừ, và đặc biệt khi các chị nấu ăn bị bỏng có thể bôi hàng một lần thì tình trạng trên cũng có thể giảm, sẽ 30 phút sau tình trạng đó sẽ. Cả nhà có nhu cầu trị các bệnh da liễu thì inbox em tư vấn tận tình mà gửi vào cùng loại da của cả nhà. Nếu cả nhà có nhu cầu inbox em tư vấn, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.